Như vậy là ở hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Trái ngược với trận đấu bán kết. Đây là Lâm Thi Phong, chân trái. Cú đá không đủ mạnh. Tấn Tài. Lợi thế dành cho đội chủ nhà. Dứt điểm. Cú sút vừa rồi là của Đỗ Hồng Dũng. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã để cho đội chủ nhà được hưởng phép lợi thế sau khi Văn Kiên có tình huống va chạm không bóng cùng với cầu thủ đối phương. Cầu thủ sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Hà Nội là Quang Hải. Văn Quyết. Một bài phối hợp đá phạt góc đã giúp cho Văn Quyết có bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn trên sân Đồng Thống Nhất ở mùa giải năm ngoái. Đội bóng nào để thua trong trận đấu ngày hôm nay sẽ ở vào một tình cảnh cực kỳ bất lợi, bởi lúc đó họ sẽ chính thức để thua đội đầu bảng tới 7 điểm. Cú sút vừa rồi là của Đỗ Văn Thuận. Trong chuỗi trận thi đấu vừa qua của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Thuận là cầu thủ đã có được sự đóng góp và khả năng chơi toàn diện nhất. Nhưng Thành phố Hồ Chí Minh thì cần nhiều hơn. Ở mùa giải năm nay thì đây là một trận đấu có thế trận chặt chẽ nhất ở những phút vừa qua. Cơ hội dành cho một cú sút từ tuyến 2. Cú đá khá căng nhưng chưa thể làm nên chuyện của Quang Hải. Quang Hải đã có hai cú sút về khung thành đối phương, đang có màn trình diễn tốt hơn hẳn so với trận đấu bán kết. Và xử lý vừa rồi là của Quang Hải. Và đúng là đây là một trận đấu chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là cầu thủ Hà Nội sẽ đánh mất đi cơ hội của họ. 3-3. Đáng tiếc, rất đáng tiếc cho pha xử lý của Đỗ Văn Thuận. Sầm Ngọc Đức và Đỗ Văn Thuận cùng nhau đánh chặn bên phía phần sân nhà và sau đó bằng lên mạnh mẽ. Cần phải ghi nhận Sầm Ngọc Đức với tình huống tranh chấp tay đôi ở khu giữa sân. Đáng tiếc là Đỗ Văn Thuận lại có phần hụt hơi ở những nhịp xử lý bóng cuối cùng của anh. Và sẽ cùng xem lại pha đối mặt của Đỗ Văn Thuận và Bùi Hoàng Việt Anh. Sẽ là quả đá phạt của Phi Sơn. Bóng đã không vượt qua được hàng rào. Văn Quyết mang tính chiến thuật cao, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại với màn trình diễn của hai câu lạc bộ. Ở những cuộc đối đỉnh cao thì yếu tố chiến thuật là điều sẽ mang lại những dấu ấn đậm nét. Thành Trung và Diakite đã va chạm với nhau. Diakite đã có phản ứng sau pha phạm lỗi của cầu thủ đội chủ nhà và anh đã có phần nóng tính. Những phản ứng như vậy chỉ khiến cho Diakite và Thành phố Hồ Chí Minh bị thua thiệt mà thôi. Một tình huống sau khi trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã cắt còi. Thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Diakite. Và Thành Trung cũng phải nhận thẻ vàng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống va chạm và phạm lỗi mang tính tiểu xảo của Thành Trung. Và nó khiến cho Diakite hết sức giận dữ và thậm chí đã không kiềm chế được mình. Trung vệ của Thành phố Hồ Chí Minh cần phải giữ được sự bình tĩnh hơn. Cho tới thời điểm này thì trọng tài Mạnh Hải đã rút ra 3 chiếc thẻ vàng, 2 trong số đó thuộc về đội khách. Phối hợp khá hay, Văn Quyết. Cánh phải là Đỗ Hùng Dũng. Bóng vừa chạm vào Ngô Hồng Thịnh, vẫn còn. Hàng loạt những tiếng tranh chấp và Sầm Ngọc Đức là người đã giải tỏa. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2 trong khuôn khổ nhóm A. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này.
Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội yêu cầu một quả đá phạt 11m, nhưng hãy cùng xem lại góc quay này để xem điều gì đã xảy ra. Chính xác là không thể thổi phạt 11m với Ngô Hoàng Thịnh. Thì Thành phố Hồ Chí Minh đều thua đậm. Lâm Thi Phong rất nguy hiểm, Arian không được. Đường chuyền của Lâm Thi Phong đã loại bỏ hoàn toàn Đặng Văn Tới. Đáng tiếc là Arian không thể tận dụng. Đây có thể coi là một phương án chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Trung Hoa Sông cho trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn bên phía phần sân nhà và cố gắng để tạo ra được những tình huống mang tính chất đột biến ở những đợt phản công. Văn Xuân, cơ hội dành cho Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Quang Hải và pha tranh chấp cùng Diakite sẽ có một quả đá phạt 11m. Quả đá phạt 11m dành cho đội chủ nhà. Nhục khế chế bóng đầu tiên cố gắng xoay sở của Quang Hải, và Diakite là người đã phạm lỗi. Thêm một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra, và lại là lỗi phản ứng. Lỗi phản ứng của đội trưởng Sâm Ngọc Đức. Cái lắc đầu của Diakite trước quyết định vừa rồi của trọng tài Mạnh Hải. Quả đá phạt 11m gây tranh cãi. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Quang Hải và Diakite. Một pha bóng mà Quang Hải vung chân trái thực hiện tình huống dứt điểm. Nhưng Diakite đã có một tình huống kê chân vào không hợp lý một chút nào. Quyết định đã được đưa ra. Đây sẽ là thử thách dành cho Thanh Thắng, người cùng với những đồng đội của mình đã chơi tốt kể từ đầu trận, nhưng đang phải đối mặt với Văn Quyết. Cơ hội được trao cho đội trưởng Văn Quyết. Hết sức căng thẳng. Thành công hay thất bại có ý nghĩa ảnh hưởng tới cả thành bại của một trận đấu như mà chúng ta đang theo dõi. Cực kỳ căng thẳng và kịch tính. Hà Nội buộc phải thắng. Họ đặt mục tiêu như vậy. Bởi nếu không, họ sẽ thua đội đầu bảng tới 6 điểm với một kết quả hòa. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Văn Quyết. Bàn thắng dành cho Hà Nội. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nụ cười của Văn Quyết. Đội bóng của họ đã phải trải qua quá nhiều vất vả trước một Thành phố Hồ Chí Minh chơi kỷ luật. Oma và Hồ Minh Dĩ đã sẵn sàng cho những sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Thủ môn Thanh Thắng đã có một tình huống phán đoán tốt. Chỉ tiếc là cú đá của Văn Quyết là quá hiểm hóc. Hà Nội vươn lên dẫn 1-0. Phút thứ 70. Bây giờ sẽ là một thế trận khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải thay đổi. Và sau quả đá phạt 11m thành công này của Văn Quyết thì trận đấu chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và ngay lập tức vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến tình huống dứt điểm của Đỗ Văn Thuận cực kỳ nguy hiểm với khung thành của đội bóng thủ đô. Nhưng bóng vẫn đang có trong cuộc. Lâm Thi Phong. Lâm Thi Phong, cơ hội dành cho Văn Thuận. Cơ vào. Đỗ Văn Thuận vừa có một cơ hội 10-10 để có thể mang về bàn thắng sang bàn tỷ số cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống dứt điểm đã không thể vượt qua được thủ môn Bùi Tấn Trường. Một pha bóng mà ở bên phía hành lang cánh trái, hậu vệ của Hà Nội đã có phần chủ quan. Họ tưởng rằng trái bóng đã đi hết đường biên sau cú sút của Phi Sơn. Quang Hải vẫn còn. Tuyển hai, Quang Hải. 2-0. 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Thắng lợi được củng cố. Quang Hải giải tỏa được tâm lý của anh. Cầu thủ này sẵn sàng cởi áo ăn mừng, mặc dù điều đó sẽ khiến cho anh phải nhận thẻ phạt. 2-0. Cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Thanh Thắng. Và đó có thể là bàn thắng quyết định cho trận đấu ngày hôm nay. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn với đội đương kim vô địch. Thành phố Hồ Chí Minh đã có một trận đấu rất tốt về phương diện chiến thuật cho tới phút thi đấu thứ 70.
Những bước ngoặt từ quả đá phạt 11m đã giải tỏa tất cả. Một pha xử lý thông minh của Quang Hải, đầy tự tin, vượt qua Ngô Hoàng Thịnh và giữ điểm treo góc. Cú đá cực kỳ hiểm hóc, bóng đi sát cột dọc. 2-0. Thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho Quang Hải, nhưng không sao cả, bởi Quang Hải có quyền vui mừng với bàn thắng được coi là cực kỳ quan trọng giúp cho đội nhà củng cố vững chắc thắng lợi trong trận đấu này.